Thời gian qua, việc tăng cường quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã thúc đẩy mở cửa thị trường, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Tại buổi làm việc với đại sứ Catherine Tai, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ thương mại với Hoa Kỳ trong thời gian tới, Đồng thời mong muốn Hoa Kỳ cũng có nghiên cứu đánh giá khách quan để xử lý điểm các vấn đề song phương hiện nay, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phòng vệ thương mại và thao túng tiền tệ. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như sản xuất chất bán dẫn, chuyển đổi số, đa dạng chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường. Hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề thương mại khu vực và đa phương, các định hướng và ưu tiên trong năm APEC 2023 cũng như các khuôn khổ hợp tác khác trong khu vực châu á thái bình dương và cùng thống nhất việc tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại giữa các đối tác trong khu vực theo định hướng minh bạch cởi mở bền vững lâu dài và cùng có lợi